Chào anh em, chưa bao giờ mua hàng mà nó lại thấy vui như này. Anh em, mình đặt gói hàng đúng một tháng rồi, đúng một tháng thì hôm nay nó mới về. Thì đặt từ bên bên Trung mà, thì cũng qua shop thôi, nhưng cái do cái dịch anh em mà nó lại lâu như thế, thì sau vòng đúng một tháng rồi thì hôm nay mới được về. Thì cảm giác nó khác mấy lúc trước. Mình mua hàng rất là nhiều, mình mua về mua cái mặt hàng này về mình làm cái cầu domino DIY anh em, bởi vì cái hệ pin của mình với cái hệ solar của mình thì bắt buộc mình phải làm như thế, bởi vì nó rất là nhiều cái cầu cần phải nối vào với nhau, nên nên mình sử dụng cái cầu domino thông thường ấy, thì mình sẽ không sử dụng được thì mình sẽ phải độ anh em nhé. Trước hết thì mình mua hàng thì mình bây giờ mình phải kiểm tra 600k nhé. Xem là có đủ mặt hàng của mình không. Đầu tiên anh em này, cái sensor máy hàn của mình này, đó, nó bị hỏng rồi. Sẽ mua này, mình mua này, mình mua mấy cái luôn, 6 cái đó. Ốc thì lông đen, ốc thì lốc rồi, 304 này đó. Chỉ là cái cột này anh em này, cột này, cột đồng này, cột đồng đồng này là một. Cột đồng này là bắt những cái mạch này, cái main, cái bo mạch inverter anh em. Đó. Thì đợt này mình mua nhiều quả thẻ, sau này mình dùng dần. Trước mình mua một túi này nhưng mình dùng hết rồi, sau này mình mua nhiều quả thẻ luôn. Đó. Và ốc 4 này anh em, ốc 4 cũng ốc đồng luôn. Đó. Thì mình sử dụng cái này mình để mình làm cầu domino anh em nhé. Đây ốc 4 này này, domino thì mình sẽ sử dụng một con ốc dài để mình làm. Tiếp tục đây. Đây sao lại thiếu nhỉ? Chắc là đây thiếu, họ đổ bù thêm vào đây. Bù thêm vào đây. Cùng một loại. Và hai túi liền này. Đây. Lông đen. Đồng đó anh em, cũng là 4. Và đây là ốc này anh em nhìn này, đây là con ốc đồng này, đó mình sử dụng con ốc đồng này để mình trồng từng cái cốt 41 ở cái mạch cân bằng 5A với cái mạch BNS của mình. Là mình sử dụng ốc 4, đây mình mua cái đồng rồi, về mình sẽ tạo một cái đế gỗ, xong mình xuyên vào lên rồi bắt vào thì mình nối với nhau. Đó. Đó, mua hàng thì đủ rồi anh em. Và lưu ý là khi mặt hàng này mình đã nhận xong cái vỏ thì mình vứt đi, còn vỏ bên trong thì nó sạch sẽ anh em, thì mình vứt cái vỏ đi trước, xong rồi mình rửa tay bằng cái xịt khuẩn anh em nhé. Lúc này mình rửa tay bằng xịt khuẩn. Chia sẻ với anh em là mình làm cái ấy, mình làm cái cầu domino DIY. Em bây giờ bắt tay vào làm anh em nhé. Hàng thì nó về thì mình chia sẻ với anh em làm luôn nhé. Đây là cái tấm gỗ mình vừa cắt và mài nó nhẵn thín này. Đó, anh em này, đó. Thì cái ốc này mình sẽ sử dụng cái con ốc 4 này, con ốc 4 này mình làm cái cầu domino từ con ốc 4 này anh em nhìn này. Bởi vì cái hệ pin của mình ấy nó cần mắc rất nhiều thứ, ví dụ như mình mắc cái mạch cân bằng 5A, mạch
Bienet, Dani và những cái bóng net mình có nhiều cái đồ cốt, thì khi anh em sử dụng cái cầu domino thông thường ấy thì anh em nắp cái đồ cốt thì nắp vào thì nó chồng chéo nhau rất là khó làm, nên là cái hệ pin thì mình bắt buộc mình phải độ, mình phải chế DIY một cái miếng gỗ như thế này và mình sẽ khoan lỗ rồi mình cho cái này vào, anh em cho như này này đó, thì mình bắt có thể bắt được nhiều cái đầu cốt, ví dụ như bóng báo vôn kế này và nhiều thứ khác nữa, nên là nó dễ làm hơn. Thì mình chia khoảng những tấm gỗ này, ốc đây với ốc 4 này, thì đúng một tháng thì hàng nó mới về anh em. Thì mình sử dụng tất cả làm đều là đồng để cho nó tiếp xúc nó tốt hơn đó. Thôi mua về và cũng tiện thì mình cũng mua một số cái nõi hàn này để mình ra nhiệt để cho Quick 936 của mình cho nó ok hơn, bởi vì là mình sử dụng công suất hàn nó nhiệt nó rất là cao nên nó rất là hay cháy. Còn cái khoảng cách này anh em, cái khoảng cách này tùy theo anh em nhé, tùy theo anh em sử dụng khoảng cách này dài ngắn bao nhiêu tùy thôi. Con này mình có cái thanh này rồi thì mình làm cữ ở cái thanh này, mình làm 15 cái ốc này xiên vào cái tấm này, là cái hệ pin của mình là 14S mà, thì trên mạch thì nó có 15 giây đó, thì mình phải chia ra cho nó khoảng cách nó đều. Khi nó đều xong thì bắt đầu mình khoan lỗ anh em, xong rồi nó vào mạch cho nó gọn gàng thôi đó. Anh em lấy một cái miếng nào đấy, những kẻ nào đó làm sao cho nó cữ cho nó đều nhau thì mình khi mình làm thì nó dễ hơn. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 vừa đủ rồi anh em. Thì mình chia cho nó đều. Đó, chia đều. Đó, rồi mình khoan. Khoan vào đây. Thì mình cũng quay cho anh em thấy là cái hệ pin của mình thì nó cần rất là nhiều cái đồ cốt là mình đi dây. Đó. Anh em nhìn này. Em thấy chưa? Thì nó rất là nhiều dây anh em nhìn chưa? Các đường dây này. Dây manken này. Đó. Và mạch mạch cân bằng 5A và một số cái bóng cái vôn kế báo vôn nữa. Còn nóc vào nữa anh em, nhưng mà chưa cầu domino thì mình chưa có thể làm được đấy. Anh em nhìn này, cầu như này thì lắp chồng chéo nhau rất là mất thẩm mỹ và không ok anh em nhé. Đó, anh em nhìn này. Đấy, bắt buộc mình phải nghiên cứu mình làm cái domino DIY đó anh em. Giờ mình khoan thôi. Mình vừa ấy khoan xong anh em ơi. Đấy, ông ơi. Anh em nhìn ok chưa? 15m, 1, 2, 3, 4, 15. Ốc đồng 100%. Chuẩn đét đẹp đớ đừ luôn. À, anh em nhìn. Và anh em có thể lắp vào rất nhiều kiểu nhé. Ví dụ như đây, cái cầu domino của mình là cái rắc cốt của mình đây, 4 này. Đấy, úp một cái này. Này. Mình có thể sử dụng rất là nhiều. À, như này. Đó. À. Là dây balanke của BNS nhá. Đây là dây từ pin lên nhá. Xong rồi ốc bắt vào tiếp, xong nó cao lên thì bắt đầu tiếp tục. Đây là dây cho mạch cân bằng anh em nhá. Đấy, và tiếp tục thì ốc nó cao lên một chút nữa thì mình sẽ làm thêm được. Đây là những cái dây báo đèn vôn kế đây nha. Đó. Thì những cái mạch cầu domino mà mình không thể sử dụng được cách như thế này thì bắt buộc mình phải ngồi mình ngâm cứu anh em để mình làm đó. Thì nó hoàn thiện rồi, như này nó hoàn thiện rồi anh em. Thì bây giờ mình sẽ lắp ráp vào cái hệ pin của mình đó.
À, quên phải cho nó thẳng lại một chút anh nha, nắn lại cho thẳng nó đẹp. Nhìn này thì không sao đâu, nhưng mà nhìn như này thì nó hơi bị nghiêng ngả một chút, bởi vì nó gỗ mà nó cũng khó khoan đó anh em, nó khoan nó biết dễ bị lẹm, nó không như sắt. Mình đã làm xong rồi anh em, đây là cái cầu domino DIY anh em nhìn chưa, nhìn nhá, nó đủ như thế này đủ ok và đẹp. Khi nào mình sẽ cho một cái hộp meca vào đây, mình bắt kín vào luôn, và sau cái hộp meca ấy đó chính là những cái bóng những cái vôn kế, những cái vôn kế để báo cho từng cái bách pin này, từng cái bách pin này. Và đây là những cái ốc này nó còn dài nha, mình có thể bắt được mấy cái đầu cốt trồng nữa, và mình sẽ phải câu thêm một cái điểm cốt như này sang bên này để mình sẽ tiếp tục mình sử dụng, đó chính là những cái mạch cân bằng chủ động 5A này. Bởi vì anh em biết đấy, mình đã sử từng tập chơi và sử dụng từ cái hệ 12 24, thì bây giờ mình lên hệ cái 48 thì mình bắt buộc mình phải mua thêm một cái mạch cân bằng chủ động, đó chính là 14S. Thì bây giờ mình phải tận dụng cái mạch 24 này, thì mà nó sẽ là ba cái mạch cho nó máu, cho nó cân bằng, cho nó càng ok, càng nhiều mạch thì càng cân bằng ok anh em nhé, càng nhanh. Nhưng mà vấn đề là cái này nó là cái phạm trù kinh tế anh em. Nhưng ngày trước mình chơi 24 thì mình mua hai cái mạch, mình mua hai cái mạch cho nên là bây giờ mình dư thì mình vẫn cứ lắp vào cho nó ok, thì mình phải làm thêm một cái như thế này nữa. Thì đây là cái mình đã làm xong, em nhìn thấy nó ok không, anh em có thể bắt được thoải mái. Thì cái này là DIY bình thường, cái một cái cầu domino này 15p này thì nó có cái giá tầm khoảng 100k, nhưng mà anh em lưu ý là đấy là cầu domino là bằng sắt nhé, còn nếu anh em mua bằng đồng thì giá sẽ cao hơn một chút đấy, tầm khoảng cầu domino nó là 25a và tầm khoảng 100k. Nhưng mà mình mua những con ốc này này mình làm ấy thì cái giá thành nó rất là rẻ, nhưng mà nó lại rất là chắc, chất lượng nó khá là cao, bởi vì đây là bằng đồng anh em nhé, bằng đồng 100% đó. Và cái khi mình siết ốc và cái tiết diện của nó bắt vào với nhau ấy, cái tiếp xúc của nó bắt vào với nhau ấy, nó cực kỳ nó ok và đảm bảo đó. Thì bây giờ thì anh em nhìn này, coi như là hoàn thiện gần như là xong rồi. Còn anh em biết đấy, cái đoạn đầu video mình có chia sẻ với anh em ấy, bóc hộp cái món hàng này về, anh em biết đúng một tháng mình mới mua được về, đúng một tháng, hôm đến ngày hôm nay là một tháng, do dịch giã thì không còn mua được cái gì chắc mình phải dừng lại thêm, tiếp tục mình dừng lại trong cái thời gian vừa rồi khoảng hơn một tuần qua mình không có lên video, bởi vì là mình hỏng cái máy hàn này, không mua được hàng về để mà làm chia sẻ với anh em này, bởi vì là chia sẻ nó mình muốn chia sẻ những cái gì mình làm tiếp, thì mình không muốn lặp đi rồi lặp lại những cái nó lung tung vớ vẩn, bởi vì là mình làm người sử dụng và mình sử dụng chứ không phải làm YouTube mà kiếm tiền, nên là mình không muốn lặp lại những cái mà nó đã có rồi. Đó. Những cái gì mình làm ra, mình DIY ra, mình ngâm cứu ra thì mình chia sẻ tới anh em để anh em có thể làm theo cái hệ pin như mình. Còn những cái domino này mà anh em mà sử dụng hệ pin như cái pin thường kia thì anh em không cần cái này đâu, anh em sử dụng những cái hệ kiểu như thế này và anh em có thể làm những cầu nối mà có thể nối được rất là nhiều cái cốt vào với nhau thì mình mới cần làm như thế này thôi, bởi vì là mình rất cần đấu nối cái hệ pin vào rất nhiều thứ với nhau. Ví dụ như anh em nhìn này, đây là 3V 4V 4V 2, thì mình đây là một cái vôn kế thì mình có thể bắt vào đây trồng rất nhiều vôn kế cùng một lúc. Đấy. Nhưng mà nếu anh em sử dụng domino kia thì anh em chỉ bắt được một cái thôi là hết rồi, không thể bắt được chồng chéo được nhau. Cái này của mình có thể bắt nó cao lên một chút là ok, thêm vào thêm được 4 cái cốt nữa ở đây anh em đó, cực kỳ là ok, cực kỳ là tuyệt vời. Thì mình cũng ngồi mình ngâm cứu cũng khá đấy, bởi vì là mình đợt trước mình định mua cái cầu domino anh em, đây này domino này. Mua này, cái này chỉ bắt được cái bên này và bên dưới này thôi chứ không thể làm được như thế này. Đó. Mình cần một cái gỗ cứng một chút và một con ốc dài tầm khoảng 4cm, 5cm bằng đồng, không bị oxy hóa và tiết xúc tốt. Và anh em biết là đây, cái từ cái mạch BNS Dali này cho tới đây và đến cái mạch đến cái dây này là xuống từng cái bách pin.
từ bách pin này mà lên trên này thì mình cần vào đó chính là những cái mạch cân bằng chủ động Lama. Anh em nhìn nhá, Lama thì nó là sử dụng những cái đầu cốt đó, thì mình lại bắt vào đây. Thì anh em nếu anh em sử dụng những cái domino bình thường mình sẽ không bắt được chồng lên nhau, nhưng mình làm như này thì anh em sẽ bắt bên nhau rất là ok, rất là thoải mái. Anh em có thể sử dụng cho mình vài cái như này cũng được. Đấy, khi mình bắt cái mạch chủ động Lama là lên thì mình sẽ siết thêm một con ốc, thì tiếp tục như thế mình sẽ lại là hàn cái cốt này vào cái vôn kế mình đã chia sẻ với anh em mua đấy. Mấy ca ấy thì mình có thể bắt một kẹp, một cặp, hai cặp, hai cặp, làm sao cho đủ 14 cái vôn kế để nó báo từng cái bách pin này của mình, làm sao cho nó dễ quan sát và làm sao cho nó bắt vào đây này, làm sao cho nó chắc chắn và ok. Và thêm một chút chia sẻ với anh em ấy về những cái pin 18650 DIY như thế này ấy, thì mình cần phải đi những cái dây Bianke này anh em này, dây Bianke này mình phải đi dây đều nhau. Anh em đừng nghĩ là cái bên này nó chỉ đến đây nó ngắn thì mình sẽ cắt ngắn từ đến đây. Anh em đừng đi như thế cho mình nhá. Anh em phải đi từ cái điểm đầu bên kia và cái điểm đầu bên này nó dây bằng nhau, kể cả cái khoảng cách của mình từ đây cho đến điểm này nó gần nhau. Lý do tại sao mình phải đi dây dài như nhau, bởi vì là mình đi như thế thì cái điểm đầu và điểm cuối cái dây DC nó sẽ được cân bằng nhau. Khi anh em đi ngắn dây thì nó sẽ tạo cái áp chênh lệch của DC, bởi vì là dây về cái điện DC nó cần cái mức độ cân bằng để cho nó đổ đều. Anh em nhé, để đổ đều nên tại sao mình phải cái dây nó cứ lằng nhằng, nó dài dài như thế này, nó dài thì mình cho nuôi ra đây cho nó gọn đó. Anh em lưu ý điểm đấy cho mình rất là quan trọng anh em nhé. Phải đều dây này gần từ đây đây này, anh em nhìn này là dây âm này, dây âm đi xuống đây là âm đây, cũng phải dài như cái dây dương từ bên kia sang bên này bằng nhau, để cho khi mình cho cái mạch cân bằng chủ động vào hoặc là cái BNS này vào, nó sẽ nhận diện được cái điện áp đầu và điện áp của bách pin cuối nó bằng nhau đó. Và còn cách làm cái domino này thì anh em nhìn qua cái đoạn đầu video thì anh biết khá là đơn giản, chỉ yếu là anh em mua ốc rồi thôi. Anh em lưu ý cho mình là ốc bằng đồng anh em nhé, ốc bằng đồng đó. Đây thì mình sẽ, bây giờ là tối rồi, mình còn chưa đi mua cái dây rút được, mình sẽ mua dây rút và cái mình sẽ bọc cuốn vào cái dây cuốn này, mình còn chưa bọc đó thì nó sẽ gọn hơn. Và mình sẽ đóng hộp vào đây kín. Thì cái thời gian mua hàng mới mua đồ và để làm và chia sẻ tới anh em để cùng chơi cái hệ pin DIY và solar DIY tự mình dựng lên thì nó nhiều phạm trù lắm anh em. Mình có thể biến tấu làm sao cho nó ok, làm sao cho nó ngon nhất là được. Thôi, xin chào tất cả anh em, chúc anh em sử dụng pin 18650 và cho hệ solar DIY thành công.